chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với bạn cái phòng kho hóa chất nha bạn. Hôm nay mình vô cho các bạn tham quan cái khu vực cái kho hóa chất của một cái xí nghiệp sản xuất đế giày nha bạn. Mình sẽ coi mấy cái kho hóa chất nguy hiểm như thế nào nha. Kho hóa chất nha. Thì đầu tiên vô là nó có cái hướng dẫn nữa đây. Đây có khẩu trang bịt miệng rồi ha bạn. Cái bảng cảnh báo nha bạn, cảnh báo này. Đồ kho hóa chất này cần phải đeo khẩu trang, nguy hiểm nha bạn, những hóa chất nguy hiểm. Đây là cái bảng tên hóa chất, tên hóa chất, rồi số lượng, ngày sản xuất và ngày hết hạn sử dụng nha các bạn. Thì ở đằng sau cái bảng này là những cái loại hóa chất đó nha. Đây dường như là hóa chất đây là hóa chất 168 này bạn, bình là 25 lít nha bạn. Rồi tiếp theo đây là hóa chất TS60 rồi. Thì tất cả các loại hóa chất thì đều để trên cái khuôn vuông cát này các bạn. Trường hợp mà hóa chất nó tràn đổ ra thì cát nó thấm các bạn, không để cho hóa chất lan ra ngoài ha. Rồi đến là cái ở trong kho hóa chất thì có cái xô cát như vậy. Nếu mà có đổ cát hay gì á, đổ ra ngoài cái nền gạch, nền xi măng này thì mình sẽ lấy cái xẻng này có cát sẵn, mình sẽ xúc cát, mình chế xung quanh nó cho hóa chất nó không có lan ra ngoài nha bạn. Đây là cái bình chữa cháy, bình này là bình CO2 hay là bình bọt cũng không rành, CO2 đó. Thì trên tường có rất nhiều cảnh báo nha bạn, cảnh báo phải đeo khẩu trang cắm lửa nha bạn, hướng dẫn chữa cháy rồi các kiểu này. Bình này là bình CO2 rồi, trên tường rất là nhiều cảnh báo nha bạn. Thì đó có rất là nhiều bảng hướng bản để cho mình biết cái hóa chất là hóa chất gì nha. Rồi số lượng nha, số lượng là còn bao nhiêu. Rồi ngày sản xuất, ngày hết hạn nha. Mỗi ngày là nhân viên phải đi sửa cái bản này nha bạn. Sửa cái bản này là phát bao nhiêu thì mình sẽ sửa đi, còn biết ở trong cái kho này còn bao nhiêu, số lượng còn bao nhiêu thôi. Thì ở sau cái bản này là những cái hóa chất ghi lên đây ha. Đây là có ba loại hóa chất này, ST201 với NA80 IK002 ha. Thì mỗi cái loại hóa chất này nó có số lượng, như là số lượng này là đơn vị là kg, 1832 kg, 176 kg và 340 kg. Thì tất cả các loại hóa chất này nó đều có cái MSTS nha bạn. Ở đằng sau nó có một cái bao để đựng những cái túi, giống như cái túi, cái hồ sơ vậy đó. Đó thì tất cả các loại hóa chất đều có các MSDS này nha bạn. Đây. Đây, các tẩy rửa này, tẩy rửa này. Đây ví dụ như hóa chất là IK002 ha, thì nó có cái MSDS này. Đó, chất tẩy rửa là cái này là cái chất tẩy, cái MSDS này là cái bảng thông tin của hóa chất nha bạn. Đó, ví dụ như mình thí dụ như cái hóa chất đó thì nó có thông tin ha, rồi nhà cung cấp ở đâu, địa chỉ ở đâu, điện thoại ha, thông tin sản phẩm, tên sản phẩm, tên hóa chất, công thức hóa học ha, khối lượng có đầy đủ hết nha bạn. Đó, tất cả các ấy là nó có, đều có ha. Đây, như đây nữa đó, NA nè bạn, hóa chất NA ha, đây là NA.
cái này là cái MDS nha các bạn. Còn có thêm một cái tờ giấy nữa gọi là cái giấy giấy kèm theo cái MDS này là cái giấy có thêm cái giấy kia bằng đây bỏ hết rồi. Lấy tờ giấy nào ta? Thường là nó có thêm cái có cái kiểm tra chất lượng các bạn, nôm na như là kiểm tra chất lượng các bạn, kiểm tra chất lượng thì cái này có chất các bạn, làm việc trong này rất là độc hại nha các bạn, nhưng mà những nhân viên trong kho thì không có tiền độc hại các bạn, nhân viên trong kho này thì không có tiền độc hại đâu nha các bạn, chỉ có công nhân làm với xưởng thì mới có tiền độc hại thôi. Đây là cái hóa chất K02 nữa bạn, K02 nữa bạn, này là cái chất chất này là như chất tẩy rửa hay là rồi đây là K02 đó, đây là K02 mà thêm cái hóa chất bên đây nữa, chất bên đây là nhiều hóa chất thôi bạn, đây chất PM 3035 bức liêu đó, hóa chất cái thùng khoảng 25 kg hay bạn. Chất này rất là mắc tiền nha các bạn. Cái thùng này giá nó dao động khoảng 900 tới 1 triệu đồng thùng nha các bạn, rất là mắc tiền nha các bạn. Nó mắc tiền quá chất này. Này tên quá chất này là đây. HB 172 nha các bạn. HB 172 đây ha. Tên quá chất này ít sử dụng này. Này ít sử dụng. 3.61D ha. Sử dụng thường xuyên là những cái can đó bạn. Cái can này nè. MEK rồi IK002 TS60 168 đó, những cái đó là mỗi ngày phải thường xuyên các bạn. Những cái này cũng thường xuyên sử dụng này. B72. Còn bên đây là những cái thùng xịt sụn. Những cái hóa chất này là ST201 nữa bạn. Hoặc là cái này 3688 DK đó. Những cái bình này là bình xịt khuôn các bạn, xịt khuôn nữa các bạn. Loại này là loại rẻ tiền ha, E609D là cái loại rẻ tiền ha, còn cái loại mắc tiền là cái loại này các bạn, cái này là cái loại mắc tiền nè, 50A rồi bạn. Loại này những cái xưởng nè, loại này cái này cũng là dạng bình xịt khuôn nhưng mà cái loại này nó mắc tiền hơn ha. Đó. Đây tất cả những cái này là bình xịt khuôn. Và cái này là sơn nha. Có đủ màu luôn nha bạn. Nhiều loại sơn nha. Cái này sơn màu xanh rồi vàng nhạt nè. Này có màu vàng nhạt. Này vàng đậm. Này cam vàng dạ quang. Rồi trắng sữa nè, trắng sữa rồi đỏ đậm nè bạn, đủ các màu ha, đỏ đậm, màu tím nè, này màu tím nè, màu tím rồi màu trắng nè, màu công hai, nó sẽ nó có cái mã này bạn, mỗi cái màu nó có mỗi cái mã này, như màu màu này là màu đỏ tím dạ quang đi. Đỏ tím dạ quang các bạn. Đỏ tím dạ quang thì nó có cái mã là 528 ha. Mỗi
màu nó có mỗi mã, như màu trắng là cái mã nó là 102 nè bạn. Trắng này ha, 102. Màu tím thì nó có mã là 1401 nè bạn. Đỏ tím nè. Đỏ tím là mã là 300 nha bạn. À, rất là nhiều loại hóa chất ha. Đây là còn thiếu cái loại mà HB664A là để ở đây nhưng mà đã phát hết rồi. HB64A loại đó rất là mắc tiền nha bạn. Một cái thùng 25 lít có thể lên tới 20 triệu nha bạn. Cái thùng nó như vậy thôi. Khoảng 25 thôi, 25 kg thôi. Và nó giá nó lên khoảng 20 triệu một thùng nha bạn. Rất là mắc tiền ha. Đây là những cái công cụ để bơm ha. Đây là những cái này nè. Mình bỏ vô những cái thùng này mình bơm ra những cái can ha. Những cái can này đó, người ta lãnh. Người ta lãnh thì người ta có cái can như thế này ha. Cái can như vậy. Đó, mình dùng cái dụng cụ này. Dụng cụ này nè, mình thọt vô cái phi này ha. Thọt vô cái phi này rồi mình kéo mình bơm các bạn. Kéo mình bơm thì nước nó sẽ ra cái bên đây. Đó. Cái đầu này thì mình cắm vô thùng phi nè. Đầu dài này mình cắm vô cái thùng phi, cắm vô cái nắp thùng phi này. Đó, những cái thùng phi này là để bơm này nè. Mở nắp ra ha. Mở nắp ra nó cũng có một cái dụng cụ để mở nắp nha các bạn. Không phải mình dùng tay mình mở đâu nha. Đây. Nó có cái nó có cái đồ để mở nắp ra nha các bạn. Đây. Đó, thiết kế một cái thanh sắt như vậy nè. Thanh sắt về để mở nắp ra này. Đó. Đây. Đó, mình mở nắp ra bạn. Đó, kéo mình mở nắp ra. Rồi. Rồi đó. Đó là những cái dụng cụ để bơm hóa chất trong cái phi ra cái can 25 lít nè bạn. Đó, đây là những cái hai cái đồ bơm nè. Hai cái đồ bơm này ha. Đó. Hai đồ bơm này. Còn cái này là cái đồ bơm để bơm, mà cái đồ bơm này là để bơm trong những cái chai, những cái can này. Những cái can này các bạn. Can 25 lít này mình bơm ra những cái chai lọ nhỏ hơn các bạn. Là mình xài cái bơm này ha. Mình bóp cái này tự động thọt bên đây vô. Thọt cái đầu này vô và những cái chai lọ như mình cần một cái số lượng ít, như là những cái chai mà không độ hay là chai nước ngọt các bạn. Chỉ cần ít thôi thì mình bơm ra. Bóp này ha. Bóp cái này thì tự động nước ở trong cái can này nó sẽ đi ra cái đầu này ha, ra những cái chai lọ nhỏ hơn ha, có cái đầu nhỏ ha. Đó, đó đầy đủ dụng cụ hết nha bạn. Ngoài ra thì bạn còn thấy ở trên trần này nó có cái trái nổ là nó sẽ bể cái đầu thủy ngân đó, là tự động cái bọt khí CO2 thì nó sẽ bắn tu tủa ha. Đây là cái nén CO2 này các bạn. Bột CO2 gì đó. Trên đây nha, có quả hoạn hay cháy nổ gì đó. Cái cục này nó sẽ nổ cái cục. Nó sẽ nổ cái tiếp thủy ngân ở đây nè bạn. Tiếp thủy ngân ở đó là nó sẽ xịt tu tủa ra những cái cái bọt ha, nó sẽ chữa cháy nha bạn. Này nó đây là cái ống thủy ngân màu đỏ đỏ đây bạn. Đó, cái đó là có nhiệt độ thì sẽ nổ cái đó hay bạn. Đó, trong phòng này thì nó còn có thêm cái quạt hút này, công suất lớn nha bạn. Quạt hút này, mình mặc quạt hút lên. Nãy giờ vô mình quên bật quạt hút mà. Nó có công tắc ở đây nha. Tắt đây. Đó, mình bật cái quạt hút lên nha bạn. Đây. Đó, thì quạt hút này nó công suất lớn nha bạn, hút tất cả cái mùi nha, cái mùi trong này ra ha các bạn. Đó, đây là toàn bộ cái kho hóa chất của cái xưởng sản xuất đế giày nha bạn. Đây. Đó. Cái này là còn thiếu nha bạn, còn rất là nhiều hóa chất nữa nha bạn. Đây là những cái thùng chai can ở trên những cái vỉ cát này nè, nó có những cái bảng như vậy ha, cái bảng hướng dẫn không, cái bảng như thế này nè, có tài liệu,
cái MSDS hay là báo cáo kiểm nghiệm hả bạn? À đúng rồi, cái báo cáo kiểm nghiệm các bạn. Kèm theo cái MS này là cái báo cáo kiểm nghiệm của cái hóa chất đó ha. Đó là mới là đủ đủ chuẩn ha bạn. Chuẩn ha bạn. Đó. Không to cái tên hóa chất này. Cùng này là B150 nha. Rồi, mình giới thiệu sơ về cái phòng hóa chất. Hóa chất cho các bạn nha. Có này cho các bạn. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ha.